Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên Trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị thực tiễn trên thị trường từ chính những gì mà bản thân tôi giao dịch vận dụng trên thị trường để chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư, với mong muốn mọi nhà đầu tư hãy nhìn vào những giá trị thực tiễn để nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được những gì mà bản thân tôi đang chứng minh cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể thấy và nhìn thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là vào trong thị trường bắn tín hiệu hay cho lệnh phân tích xu hướng mà bản thân không chịu giao dịch, chứng minh và số full toàn bộ lịch sử giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bịp bợm trên cái thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải chứng minh được, không có chuyện giao dịch mà chỉ nói mồm, dùng mõm trên thị trường. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường cần phải lưu ý. Nhà đầu tư nên nhớ rằng giữa những giá trị của kiến thức thực tế và những giá trị mồm mõm trên thị trường hoàn toàn là những thứ khác nhau. Giao dịch được là phải cho thấy những vận dụng và trong thực tế áp dụng trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Không có chuyện áo quân Forex thế giới hay pro trader hoặc chuyên gia Forex hay thầy dạy Forex ra ngoài chia sẻ mà không chịu vận dụng, chứng minh và sống full toàn bộ lịch sử giao dịch mà đòi gọi đó là người có thể giao dịch, có thể vận dụng được ở trên thị trường. Tôi chia sẻ với mong muốn rằng mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm thực tế trên thị trường hãy đi vào trong thị trường này để nhìn nhận, để đánh giá và để hiểu được rằng đâu là những người giao dịch thật sự ở trên thị trường, đâu là những kẻ đang lừa đảo bịp bợm nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.